Rồi, mời bệnh nhân tiếp theo. Dạ, anh chào thầy. Ừ. Là cô hả? Dạ, hôm nay là mình bắt đầu điều trị cho con đúng không ạ? Ừ, sao rồi? Sức khỏe mấy này sao? Dạ, con cũng không có biết là có ổn không nữa. Ừ, rồi, đưa tay thầy bắt mạch. Rồi, theo thầy khám bắt mạch và chẩn đoán á, thì chồng của cô không có vấn đề gì vì vấn đề sinh sản hết, mà nguyên nhân là do cô đó. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Được rồi, cứ yên tâm đi, thầy sẽ giúp cô tới cùng. Dạ. À, bây giờ á, để mà điều trị cho tốt thì bước đầu tiên á, cô cởi áo ra đi. Phải cởi áo hả thầy? Phải cởi áo thầy mới trị được chứ. Chứ làm sao đây? Còn nếu như mà cô ngại quá đó thì cô có thể về. Tại vì thầy còn nhiều bệnh nhân đang đợi ở ngoài lắm nha. Dạ, dạ để con cởi. Ừ. Rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ nằm xuống cho thầy, thầy bấm huyệt. Đúng rồi, nằm ngửa ra. Rồi, thả lỏng người nha. Rồi, hít sâu vô. Ơ, im lặng. Thầy đang điều trị. Ngưng một cái là không có con được đó. Dạ. Muốn có con hay không? Nhưng mà... Muốn có con hay không? Muốn không? Dạ. Muốn thì nghe lời thầy. Đang điều trị mà cứ cãi không à? Thả lỏng người ra. Mặt hôm nay á, ổn định hơn nhiều. Dạ. Con cho chị con nằm nghỉ ngơi, ăn uống thuốc thang đầy đủ, đúng cử thì chị con sẽ mau khỏe thôi. Dạ, giờ chị con bệnh tình là tiến triển tốt rồi. Rồi gần khỏe hả thầy? Ừ. Dạ, dạ, thầy nói gì con cũng mừng, cảm ơn thầy. Dạ, thầy ơi, vậy thì bây giờ thầy chăm sóc cái gì chị con một chút nha. Con ra ngoài cũng có công chuyện, hơn tiếng đồng hồ cũng về. Rồi cứ đi đi để thầy chăm sóc chị con cho. Dạ dạ, cảm ơn thầy. Chị nghỉ ngơi, có gì nhờ thầy chăm sóc chị nha chị. Em trai đi rồi. Bây giờ ở đây chỉ còn có hai đứa mình. Hôm nay cho anh dùng bữa nghe. Ôi trời ơi, em trừng mắt nhìn anh rồi kìa.
Đâu, bây giờ rồi, em thử biết la lên coi. La lớn lên coi. Không la được hả em? Liệt mà, không làm gì được đâu. Mày không có. Thật ra tao đã khỏi được một thời gian rồi. Tao chờ ngày hôm nay để tao bắt quả tang, tao báo án mày. Mày tên lang băm đã lợi dụng việc chữa bệnh, sự thiếu hiểu biết của người bệnh để lừa đảo, dụ dỗ rồi xâm hại bệnh nhân. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, mọi người hết sức thận trọng để tránh tiền mất tật mang.